tín hiệu cầu cứu từ con là ba mẹ cần phải cảnh giác rất nhiều mẹ ra nhà thuốc kể khổ với mình là mỗi khi cho con ăn thì lại phải rong ra rong vào ăn được miếng thì lại nôn chớ mà mãi không tăng được lạng nào mà khổ nhất là lúc con bị táo bón nhăn mặt đỏ dặn đau thậm chí là chảy máu nhiều đứa thì nó sợ đi đại tiện luôn mà nhịn thì phân ứ động tích tụ lâu ngày trong ruột sẽ gây là tắc ruột rồi là nôn mửa nhiễm trùng mà đường ruột không thông thì con sẽ bị chứng bụng đầy hơi dẫn tới là mất cảm giác thèm ăn lâu dần sẽ dẫn tới suy dinh dưỡng mãn tính thì nguyên nhân ở đây là do hệ vi sinh vật đường ruột của con không khỏe các enzyme tiêu hóa tiết ra không đủ và chế độ ăn thiếu chất xơ mà các thuốc hiện tại thì đa phần đi giải quyết cái phần ngọn chỉ giúp cải thiện các triệu chứng tạm thời thôi mà lại phải dùng nhiều loại thuốc cùng một lúc khiến cho con không hợp tác vậy phải làm sao để con hết miếng ăn và táo bón đây thì giải pháp ở đây cũng rất đơn giản thôi là bổ sung thêm men vi sinh này các enzyme tiêu hóa và chất xơ bị thiếu hụt cho con thì với kinh nghiệm của một dược sĩ chuyên tư vấn sức khỏe cho mẹ và bé thì mình khá tâm đắc với sản phẩm Bebugol này này vì nó có sự kết hợp của các thành phần là lợi khuẩn này chất sơ vitamin và khoáng chất đặc biệt là bebogon còn chứa thêm ba loại thảo dược quý là hoài sơn sơn tra và bạch chuột có tác dụng là kiện tỳ bổ vị và kích thích các enzyme tiêu hóa nội sinh giúp con ăn ngon hơn tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng dễ tiêu giảm đầy bụng và táo bón bebogon thì cũng đã được chứng minh hiệu quả qua nghiên cứu lâm sàng tại viện dinh dưỡng quốc gia dược sĩ nhận thấy là đây là một sản phẩm rất uy tín và chất lượng rất đáng để ba mẹ tham khảo sử dụng cho con mình nhé